Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình livestream của hệ thống bệnh viện mắt HiTech tổ chức vào lúc 15 giờ chủ nhật sáu hàng tuần. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết thì do quan điểm đó là về tuổi già thì mắt mờ tay run là chuyện bình thường. Chính vì vậy mà có nhiều bệnh lý ở mắt ở người già thì thường không được quan tâm nhiều đến. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một bệnh lý hay mắc ở những bệnh nhân trên 50 tuổi gây ra trước tiên là hiện tượng mờ mắt, sau đó là có thể nếu như không được giải quyết kịp thời thì có thể dẫn tới những hiện tượng mù lòa ở người già. Vì vậy chúng tôi sẽ cùng đem đến chủ đề ngày hôm nay trong chương trình, đó là điều trị đục thủy tinh thể, phẫu thuật phaco, món quà báo hiếu cha mẹ nhân dịp mùa Vu Lan và Hiếu Xuân đang tới, để giúp chúng ta có thể hiểu rõ hơn căn bệnh này, để cũng như là qua đó chúng ta có thể quan tâm hơn tới thị lực của cha mẹ của chúng ta. Và đồng hành cùng tôi ngày hôm nay xin trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Ngô Thu Lan, hiện đang công tác tại khoa khám bệnh của hệ thống bệnh viện mắt HiTech, sẽ là người giúp chúng ta giải đáp những câu hỏi về bệnh lý đục thủy tinh thể cũng như là phương pháp điều trị bệnh lý đục thủy tinh thể. Xin chào bác sĩ Lan ạ. Xin chào MC Dương Thị, xin chào các quý vị khán giả. Rất vui được một buổi chiều thứ sáu cuối tuần, các bác sĩ của hệ thống bệnh viện mắt HiTech chúng tôi lại có cơ hội được đồng hành với cộng đồng để hy vọng góp phần chăm sóc sức khỏe đôi mắt cho chúng ta trong cộng đồng. Với chủ đề ngày hôm nay về đục thủy tinh, chắc sẽ nhiều bạn sẽ thấy rằng là chủ đề này quá quen thuộc, chúng ta vẫn tiếp tục nhắc đến, bởi thực sự trong môi trường khám bệnh của chúng tôi, mặc dù đã được nói đến nhiều, nhưng thực sự có những trường hợp, với những trường hợp người bệnh đến và cũng khá đáng tiếc, tại sao lại đến muộn vậy, tại sao lại không điều trị từ những giai đoạn gọi là giai đoạn vàng để mang lại một thể tốt hơn. Vậy để giải quyết những thắc mắc, những băn khoăn, những vấn đề mà người bệnh còn chưa hiểu, tại sao lại để mắc như vậy mà không điều trị sớm hơn, thì chúng ta hãy cùng chúng tôi trong một buổi chiều hôm nay chương trình live stream, chúng tôi sẵn sàng chờ đón các câu hỏi băn khoăn và vấn đề mà các bạn còn chưa hiểu về vấn đề đục thủy tinh, để giúp cho chúng ta có một cái sức khỏe đôi mắt tốt nhất. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Lan. Và thưa quý vị, như thường lệ chúng ta có rất nhiều suất quà tặng đang chờ đón quý vị khi tham gia tương tác đặt câu hỏi với bác sĩ của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Chính vì vậy mà ngay bây giờ quý vị hãy để lại họ và tên cũng như số điện thoại của mình để có thể nhận được sự tư vấn của đội ngũ nhân viên của chúng tôi. Và để mở đầu chương trình, để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về căn bệnh đục thủy tinh thể cũng như là phương pháp mổ phaco, một trong những phương pháp điều trị tối ưu nhất trong việc điều trị bệnh lý thủy tinh thể hiện nay, thì mời quý vị và bác sĩ Lan sẽ theo dõi một đoạn video ngắn ngay sau đây. Xin mời quý vị. Qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, hệ thống bệnh viện mắt HiTech đã trở thành địa điểm khám và chữa bệnh của nhân dân trên cả nước, được nhiều bệnh nhân trong nước và quốc tế tin tưởng, lựa chọn. Bệnh viện đã phục vụ và khám chữa bệnh thành công cho hàng triệu bệnh nhân bị các bệnh về mắt, trong đó có bệnh lý đục thủy tinh thể. Bệnh lý đục thủy tinh thể hay còn gọi là đục nhân mắt, bệnh cườm đá, cườm khô là nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực và mù lòa trên thế giới và tại Việt Nam. Bệnh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi nhưng thường ở độ tuổi trên 50. Ngay từ những ngày đầu thành lập, hệ thống bệnh viện mắt HiTech đã hội nhập với cuộc cách mạng mới trên thế giới trong lĩnh vực phẫu thuật phaco, chuyển từ mục tiêu giải phóng mù lòa sang mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh lý đục thủy tinh thể. Hệ thống bệnh viện mắt HiTech đã tạo ra một bước đột phá, đem lại chức năng thị giác hoàn hảo, đáp ứng mọi nhu cầu thị giác cho người bệnh. Nhìn xa, nhìn gần, nhìn trung gian thông qua kỹ thuật phaco khúc xạ với thủy tinh thể đa tiêu không đối xứng, chỉ phẫu thuật một lần duy nhất, bệnh nhân sẽ tìm lại thị lực tuổi thanh xuân với một thị giác hoàn hảo. Nguyên nhân gây đục thủy tinh thể có thể là do bệnh liên quan đến tuổi già. Ở người trẻ tuổi, bệnh đục thủy tinh thể có thể do sự hiện diện của bẩm sinh hoặc do các chấn thương hoặc đục thủy tinh thể thứ phát sau bệnh lý viêm màng bồ đào, bệnh lý glaucoma, thiên đầu thống. Các yếu tố nguy cơ phát triển bệnh như tiếp xúc dưới tia cực tím kéo dài, hút thuốc lá, sử dụng các loại thuốc có chứa steroids trong thời gian dài và mắc bệnh lý tiểu đường, tăng huyết áp, các bệnh lý về mang liên quan đến lịch sử gia đình, đục thủy tinh thể. Khi bị bệnh lý đục thủy tinh thể, chúng ta thường có các triệu chứng như sau. Bắt đầu thường gây lóa mắt với ánh sáng, nhìn mờ hơn nơi râm mát vào ban đêm, gây khó chịu cho người bệnh. Sự khó chịu này đặc biệt xảy ra ở hình thái đục thủy tinh thể dưới bao sau. Một số trường hợp do đục thể thủy tinh, mắt đó bị nhược thị và lác. Đôi khi nhìn thấy nhiều vật cùng một lúc, nhìn như qua sương mù, thì tất cả những triệu chứng đó được giải thích là do thể thủy tinh bị đục và đã làm tán xạ các tia sáng đi qua nó. Đây là một trường hợp phẫu thuật phaco rất điển hình. Quá trình phẫu thuật diễn biến rất nhanh, chỉ khoảng từ 5 đến 7 phút và rất an toàn. Ở hệ thống bệnh viện mắt HiTech thì chúng tôi không thực hiện tiêm tê mà chỉ cần nhỏ tê bề mặt, nên bệnh nhân không hề có cảm giác sợ vì không bị tiêm và phẫu thuật thì lại không đau, gây nên cảm giác rất dễ chịu của bệnh nhân sau phẫu thuật. Sau phẫu thuật, bệnh nhân cần lưu ý thực hiện theo các hướng dẫn của bác sĩ như sau. Tra thuốc nhỏ mắt theo đơn,
tránh dùng tay day dụi vào mắt, báo cho các bác sĩ khi bị đau, nhìn bị mờ hoặc mất tầm nhìn. Sau phẫu thuật, nếu bệnh nhân không thực hiện đúng theo các lời dặn của bác sĩ, có thể xảy ra các biến chứng như sau: bị nhiễm trùng, chảy máu ở trong mắt, tăng nhãn áp ở trong mắt, bệnh lý glaucom, phù hàng điểm, mất thị lực một phần hoặc hoàn toàn. Kết quả sau phẫu thuật phaco, bệnh nhân hoàn toàn có thể thực hiện được các hoạt động bình thường trong cuộc sống, có thể xem phim, có thể đan áo, sâu kim và một số việc cần đòi hỏi sự tỉ mỉ và chi tiết khác. Bệnh đục thủy tinh thể được điều trị bằng phẫu thuật thường cho kết quả tốt. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết phòng ngừa bệnh lý đục thủy tinh thể từ những nguyên nhân gây bệnh đã được xác định. Đó là chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế tiếp xúc với ánh sáng tia cực tím từ mặt trời, điều trị và kiểm soát tốt các bệnh lý như đái tháo đường, tăng huyết áp. Khám mắt thường xuyên có thể giúp phát hiện đục thủy tinh thể và các vấn đề về mắt khác ở giai đoạn sớm nhất, giúp quá trình điều trị được tốt nhất. Với sự tận tâm cho đôi mắt sáng, thành quả của tập thể y bác sĩ hệ thống bệnh viện mắt HITECH đạt được đã góp phần tích cực trong công tác phòng chống mù lòa ở cộng đồng trong hơn 20 năm thành lập và phát triển. Đó là những lời cảm ơn đầy xúc động của các cụ già sau phẫu thuật, đó là những bức thư đầy trân trọng của các bệnh nhân khi tìm lại thực thị lực tuổi thanh xuân của mình. Và sau khi theo dõi video vừa rồi, cũng như là để giúp quý vị có thể hiểu rõ hơn về bệnh lý này, thì xin mời bác sĩ Lan có thể cho khán giả của chương trình biết thêm thông tin về bệnh lý đục thủy tinh thể là gì và dấu hiệu nào để nhận biết sớm bệnh lý đục thủy tinh thể, giúp quý vị có thể hiểu rõ hơn được. Xin mời bác sĩ Lan. Đục thủy tinh thể thì như đấy tôi có nói từ ban đầu ấy, cái vấn đề này nói được rất nhiều, nhưng chúng tôi vẫn gặp khá nhiều trên phòng khám. Mỗi khi bác sĩ nói một câu rằng là ôi bác bị đục thủy tinh thể, là người bệnh nhất định không tôi chưa đục bao giờ đấy, để muốn nói như vậy để mọi người hiểu rõ hơn thế nào là đục thủy tinh thể. Bình thường trong mắt mình có một cái thấu kính mà cũng như tên gọi của nó là thể thủy tinh, có nghĩa nó là một kính nhân mắt và nó trong như thủy tinh. Chính vì vậy cái thời khi thủy tinh còn bình thường thì nó trong, cái nhân mắt khi bình thường nó trong như thủy tinh, vì vậy gọi là thủy tinh. Vậy đục thủy tinh là sao? Đục thủy tinh tức là cái môi trường trong suốt đó bị vẩn đục, hậu quả nó sẽ gây đến một cái giảm thị lực. Vậy đục thủy tinh thể 80% là do quá trình lão hóa, do tuổi già dẫn đến quá trình lão hóa và gây mờ đục cái thấu kính từ cái trạng thái trong suốt dẫn đến trạng thái đục. Và 20% còn lại là những thể thủy tinh do đục bẩm sinh, rồi do mình mắc phải, do thứ phát sau những bệnh lý. Nguyên nhân của đục thủy tinh là gì? Như lúc nãy tôi có nói, 80% là nguyên nhân do lão hóa, do tuổi già. Nó giống như cái tóc bạc của chúng ta, khi cái thời còn trẻ tóc đen thì nhân mắt trong thủy tinh, khi bắt đầu có tuổi tóc bạc thì thủy tinh cũng đục trắng dần và gây ra mờ, gây giảm thị lực. Còn 20% còn lại những là những nguyên nhân do thủy tinh mắc phải, đó có thể là một nguyên nhân do chấn thương, hai là nguyên nhân do các bệnh lý ở mắt như bệnh nằm đào, viêm nằm đào, glaucom, số bệnh lý toàn thân nên làm tiến triển của quá trình đục thủy tinh sẽ nhanh hơn, như tiểu bệnh nhân đái tháo đường, bệnh nhân tăng huyết áp, một số môi trường làm việc mà có các tác nhân cũng ảnh hưởng đến quá trình đục thủy tinh, như trong những môi trường làm việc dưới những tia tím, dưới những các hóa chất, rồi đặc biệt một nguyên nhân mà gặp cũng khá phổ biến và cũng khá đáng tiếc, đó là do đục thủy tinh do thuốc, do tác dụng phụ của thuốc. Thì một số những trường hợp là bắt buộc bệnh nhân phải dùng thuốc và gây đục thủy tinh, nhưng ngoài ra một số rất đáng tiếc là do sự lạm dụng của thuốc và do sự thiếu hiểu biết về bệnh và dẫn đến bệnh lý này. Và một nguyên nhân nữa đó là do đục thủy tinh bẩm sinh. Vậy khi chúng ta nắm được nguyên nhân và bệnh nó là gì thì chúng ta sẽ biết được cách phòng tránh và cách để đi khám bệnh và phát hiện kịp thời. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Lan. Vậy thì thưa bác sĩ có thể chia sẻ một số cái dấu hiệu để chúng ta có thể nhận biết sớm khi nào chúng ta cần đi thăm khám, khi mà nghi ngờ có thể mắc bệnh được đục thủy tinh này không ạ? Cái dấu hiệu để thấy mắc bệnh thủy đục thủy tinh như ban đầu tôi nói, do môi trường trong suốt bị vận động và gây ảnh hưởng thị lực, vậy dấu hiệu đầu tiên chính là cái giảm thị lực. Chúng ta cũng phải chia ra làm hai nhóm. Thứ nhất, với những đục thủy tinh người già thì thường là phát triển đến ngoài 50 tuổi, bệnh nhân có dấu hiệu đó. Ban đầu là nhìn mờ, và cái việc nhìn mờ này nó sẽ phụ thuộc, mức độ nhìn mờ sẽ phụ thuộc vào mức độ đục thủy tinh. Giai đoạn đục thủy tinh ban đầu chúng ta là một cái mờ, sau đó cái mờ này tăng dần, đặc biệt là cái đục thủy tinh này nó sẽ tiến triển từ từ tăng dần ít một,
mình phân biệt với một số những loại bệnh lý và gây mờ nhưng nó nhanh đột ngột, và thêm một dấu hiệu nữa là đục thủy tinh là sẽ không kèm theo đau nhức. Nếu chúng ta đục thủy tinh mà kèm theo đau nhức đó là lại một vấn đề bệnh lý khác, càng cần phải khám sớm hơn. Còn với nhóm thể thủy tinh nhóm gặp ít hơn đó là thủy tinh thứ phát, thì chúng ta lưu ý với đục thủy tinh bẩm sinh thường trẻ đã xuất hiện ngay từ khi mới sinh do rối loạn di truyền gen, rồi do trong quá trình mang thai người mẹ mắc phải một số những bệnh lý nhiễm virus. Những thời gian đó thì ta sẽ quan sát cái thứ nhất là cái thị lực nhìn của trẻ, lại có những cái dấu bất thường, thường là cũng có những trường hợp một mắt, có trường hợp hai mắt, nhưng nếu chúng ta để đến giai đoạn đục quá nhiều như người ta gọi là cái ánh trắng đục tử ấy, thì bố mẹ sẽ phát hiện rất rõ là một mắt con thì nó đen láy là nhãn ấy, nhưng một mắt nó có ánh trắng, thì thực sự đến giai đoạn đấy cũng đã là khá muộn. Còn những cái trường hợp khác, ví dụ như những trường hợp các bạn bị tăng huyết áp, tiểu đường, những môi trường chúng ta làm việc trong môi trường hóa chất nhiều, những cái tia lửa hàn, những cái nếm thì chúng ta cần nên khám định kỳ, đặc biệt khi mắt có những cái dấu hiệu bất thường chúng ta khám sớm hơn, và nó cũng có thể định kỳ 6 tháng thì chúng ta khám một lần. Một cái rất lưu ý đấy là đục thủy tinh thì thường là không kèm với nước mắt, cho nên là mọi người hãy lưu tâm đến cái dấu hiệu này. Số có nghĩ rằng là tôi không thấy đau nhức thì tôi không đi khám, thực ra là không phải bệnh lý gì, cũng phải nhức mắt nhìn mờ và chúng ta cần phải điều trị khám sớm từ những giai đoạn ban đầu. Thực ra khi phát hiện ra đục thủy tinh này từ giai đoạn đầu cũng không phải là có một quá trình điều trị đâu, mà là có một quá trình tư vấn để bác sĩ hướng dẫn theo dõi thì sẽ được điều trị ở giai đoạn nào và có kết quả tốt nhất, không bị đến cái giai đoạn quá muộn. Tóm lại một cái dấu hiệu mà rõ ràng điển hình nhất là cái nhìn mờ. Đặc biệt tôi có lưu ý một trường hợp như thế này, đặc biệt với đục thủy tinh người già ấy, thì cái giai đoạn đầu khi đục thủy tinh nó có một cái quá trình khi cái thống kê thủy tinh của mình nó lão hóa, nó gây ra một cái gọi là cận thị già. Nên một số trường hợp các bác đặc biệt có tuổi nói rằng trước đây tôi làm việc là tôi đọc sách hay phải đeo kính, nhưng gần đây mắt tôi già thì tôi thấy tốt hơn và tôi nhìn gần tôi lại không cần đeo kính. Vâng, thưa các bác, đó không phải là dấu hiệu mắt tốt hơn à? Đấy là chúng ta bắt đầu đục thủy tinh thể giai đoạn đầu khi cận thị già, nhưng cái nhìn gần này tốt hơn, nó không phải là nhìn gần được lâu và nó sẽ không kéo dài. Đấy, từ đó chúng ta cũng cần đi khám. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất cụ thể của bác sĩ Lan. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng nếu như bản thân chúng ta hay là bố mẹ cũng như ông bà chúng ta có một trong những dấu hiệu như bác sĩ Lan vừa chia sẻ, hoặc là chúng ta thường xuyên phải làm việc trong những môi trường có yếu tố nguy cơ, hoặc là đâu chúng ta đang điều trị những bệnh lý cũng như là sử dụng những loại thuốc mà có thể dẫn tới bệnh lý đục thủy tinh thể như bác sĩ Lan vừa chia sẻ, thì chúng ta hãy nhanh chóng tìm cho mình hoặc tìm cho người thân của chúng ta một cơ sở phòng khám mắt uy tín để có thể đi thăm khám sớm và phát hiện nếu chúng ta có đục thủy tinh thể thì chúng ta sẽ được sự tư vấn kịp thời của bác sĩ. Dạ vâng, thưa bác sĩ Lan, vậy thì sau khi chúng ta đã hiểu hơn về nguyên nhân cũng như là một số cái dấu hiệu để nhận biết bệnh lý đục thủy tinh thể, vậy bác sĩ có thể cho chúng tôi biết thêm là vậy thì một bệnh nhân khi đã được chẩn đoán là đục thủy tinh thể thì cái phương pháp điều trị thì thường sẽ là như thế nào? Xin mời bác sĩ Lan. Về phương pháp điều trị bệnh đục thủy tinh thể nó sẽ phụ thuộc vào giai đoạn bệnh. Khi với những người phương pháp điều trị tôi cũng đi từ trẻ nhỏ, với những trẻ đục thủy tinh thể bẩm sinh thì khi đục thủy tinh thể bẩm sinh mà đã có ảnh hưởng, với những trường hợp có những trẻ đục rất sớm, tức là từ khi cháu còn nhỏ, nghĩa là mình chưa thử được thị lực ấy, chưa nhìn thấy mờ, thì bố mẹ đã phát hiện ngay là tại sao hai mắt con tôi có một mắt thì đen láy, một mắt thì ánh trắng, thì rất lưu ý bố mẹ cho những trường hợp đấy cần phải cho con đi chữa sớm và điều trị sớm. Nếu như để lâu dài sẽ ảnh hưởng đến cái thị giác của con, nghĩa là giữa hai mắt có sự bất đồng, một bên nhìn rõ một bên nhìn mờ, dễ gây đến một số những cái biến chứng. Thứ nhất là sẽ gây lác mắt, thứ hai là gây nhược thị. Nhược thị có nghĩa là sao, sau khi mình giải quyết được thủy tinh rồi, trong rồi thì mắt bên đấy vẫn bị mất thị lực, đấy là cái biểu nhược thị. Thứ ba có thể gây những cái run rẩy nhãn cầu. Vì vậy với những trẻ bị thủy tinh bẩm sinh mà từ nhỏ chưa đo được thị lực mà bố mẹ đã thấy phát hiện những dấu hiệu ánh trắng thì cần phải chữa ngay, và cái phương pháp chữa là gì, cái đấy duy nhất đấy là chúng ta phẫu thuật thay thủy tinh. Còn với những trẻ có những trẻ bị thủy tinh nhưng cũng có là 17-18 tuổi mới mổ, đó là sao cũng đục bẩm sinh nhưng cái vùng đục của trẻ nó sẽ không nằm tại trung tâm, nghĩa là không ảnh hưởng đến trục thị giác, không ảnh hưởng đến nhìn, hoặc là cái vùng đục nó rất là nhỏ, vẫn không nằm trên trục thị giác mà trẻ vẫn nhìn được, thị lực vẫn đảm bảo, thì thường về những giai đoạn trẻ lớn ổn định cái thị giác thì bắt đầu phẫu thuật. Nghĩa là cùng một cái thủy tinh đục bẩm sinh nó sẽ tùy theo cái tính chất đục, tùy theo vị trí đục để chúng ta chỉ định điều trị sớm hay là điều trị đến giai đoạn trẻ trưởng thành. Còn với những loại đục thủy tinh khác thì chúng ta phụ thuộc vào cái giai đoạn bị đục thì mức độ đục thủy tinh thường chúng tôi phân độ thì thường đến giai đoạn 3, đầu giai đoạn 3
2 hoặc đến cuối giai đoạn 3 chúng ta bắt đầu phẫu thuật được. Nhưng một số trường hợp bệnh nhân sẽ có thắc mắc là cách đây ngày trước đây ấy, khi bệnh nhân đi khám được thủy tinh, bao giờ bác sĩ cũng khuyên là bao giờ không nhìn thấy gì hãy đục, là hãy đi phẫu thuật. Thế nhưng bây giờ thì thực ra khi đến cũng bảo nhiều bệnh nói tôi vẫn nhìn được mà, tôi vẫn nhìn nhưng mà đứng như nhìn xa tôi thấy lờ mờ thì tôi vẫn nhận ra đấy là cái cây, nhận ra là con gà, nhưng đấy là với những thị lực nó đã nhìn nhòe, đã ảnh hưởng đến một cái cuộc sống sinh hoạt, đặc biệt là với những trường hợp mà những người trẻ mà được thể tinh do tác dụng phụ của thuốc, do những dùng biến hóa cung những cái môi trường hóa chất, những cái tia hạt điện thì hay gây một cái thể tinh gọi là đục cực sau. Và cái tính chất đục cực sau này nó thường đục trung tâm và đục phía sau. Những trường hợp này khi người bệnh ra ngoài trời nắng ấy, khi ra trong đồ điều kiện ánh sáng bình thường bóng dâm thì đồng tử bệnh nhân thường khoảng 3 ly, nhưng khi ra ngoài ánh nắng sẽ co nhỏ xuống khoảng 1.5 ly, và khi đó thì bệnh nhân sẽ rất là chói, nhìn thấy rất là khó chịu trong thời gian nắng và nó sẽ ảnh hưởng cuộc sống sinh hoạt nhiều. Thì với những cái dạng đục thể thủy tinh dưới bao sau thì hay gặp người trẻ cuộc sống sinh hoạt còn nhiều thì thường sẽ một giai đoạn sớm hơn. Còn với những người già được cùng nhân ấy, thì chúng tôi sẽ chỉ định giai đoạn 3 là giai đoạn 1. Còn đục thể tinh này phương pháp điều trị khi nói đến y khoa thì thường có hai vấn đề, một là nội khoa, hai là ngoại khoa. Nội khoa là dùng thuốc và ngoại khoa là phẫu thuật. Vậy trong điều trị bệnh đục thể tinh có điều trị nội khoa không? Thì tôi trả lời đến 90% là điều trị nội khoa không có giá trị, nghĩa là dùng thuốc, mặc dù trên thị trường cũng có những loại thuốc họ có một cái chỉ định là làm chậm quá trình đục thể tinh, nhưng thực sự trên thực tế lâm sàng, trên thực tế khám bệnh thì với những trường hợp chúng ta có thể dùng nhưng sẽ dùng cho những giai đoạn đầu thôi. Còn khi mà đục thể tinh thể bác sĩ đã đi chẩn đoán là giai đoạn bắt đầu độ 3 hay đục gần hoàn toàn thì thực sự thuốc đó không có giá trị. Còn với những giai đoạn đục mới đầu ấy, thì có thể làm chậm một chút ít cái quá trình tiến triển, một chút ít quá trình lão hóa, nhưng thực tế nó sẽ không kéo dài. Và cái chỉ định chắc chắn để điều trị tuyệt đối chỉ có một phương pháp, đó là phẫu thuật thay thủy tinh. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Lan. Vậy thì như bác sĩ Lan vừa chia sẻ đó là cho dù đối với một số bệnh nhân trong giai đoạn đầu mới phát hiện đục thủy tinh thể, khi mà cái thị lực của bệnh nhân chưa bị ảnh hưởng nhiều thì có thể là các bác sĩ sẽ chỉ định cho bệnh nhân sử dụng thuốc để tạm thời làm chậm một phần nào đó quá trình tiến triển của bệnh lý này. Tuy nhiên hầu hết thì như bác sĩ Lan chia sẻ đó là phương pháp phẫu thuật thay thủy tinh thể thì vẫn là một điều trị tối ưu nhất để giải quyết tình trạng này của bệnh nhân. Tuy nhiên là tùy vào độ tuổi cũng như là tùy vào mức độ đục hay giai đoạn đục và tùy vào mức độ ảnh hưởng thị lực của bệnh nhân thì bác sĩ cũng sẽ có chỉ định kịp khi nào thì cần thiết phải phẫu thuật. Có thể phải phẫu thuật rất là sớm ở những bệnh nhân đục bẩm sinh như bác sĩ đang chia sẻ. Tuy nhiên cũng có những bệnh nhân chưa cần thiết phải phẫu thuật ngay. Chính vì vậy là để có được cái phương pháp phù hợp với mình thì chắc chắn là chúng ta cần phải đi khám tại những cơ sở chuyên khoa mắt để có thể được bác sĩ tư vấn chính xác nhất. Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào trả lời những câu hỏi mà quý vị đã gửi về cho chúng tôi. Đầu tiên là câu hỏi của bác Sơn Lâm có gửi về chương trình như sau. Tôi năm nay 60 tuổi và dạo gần đây tôi thấy nhìn mờ mờ như có làn sương ở trước mặt và ban đêm tôi nhìn thấy không rõ lắm. Vậy cho tôi hỏi có phải là tôi đã bị đục thủy tinh thể hay không và bệnh này thì có nguy hiểm hay không? Xin mời bác sĩ trả lời câu hỏi này của bác Sơn Lâm ạ. Nhất là về lứa tuổi của bác Lâm là 60 tuổi, đó chúng ta cũng rất là xếp vào lứa tuổi già, nghĩa là có thể xảy ra bệnh đục thủy tinh, đấy cũng là một cái tiến triển của quá trình lão hóa rất bình thường. Nhưng chúng ta cũng cần phải phân biệt giữa cái mờ của bác đang mắc là liệu có phải đục thủy tinh không hay là một bệnh lý gì khác. Thì như ban đầu tôi có nói, một cái tính chất mờ của đục thủy tinh là một cái mờ từ từ tăng dần mức một, không kèm theo đau nhức, không kèm theo méo hình. Thế nếu như trường hợp mờ của bác mà cũng tiến triển như tôi nói thì có khả năng là bác bị đục thủy tinh. Nhưng thực ra để mà chẩn đoán chắc chắn là cái nguyên nhân mờ của bác là gì, bác sĩ chúng tôi sẽ không dám chẩn đoán chắc chắn khi qua lời bệnh nhân nói qua một cái khám online, mà sẽ mời bác đến bệnh viện. Chúng ta có các phương tiện khác để chúng ta xác định chắc chắn là nguyên nhân mờ của bác là gì. Vì nếu như mờ do đục thủy tinh thì sẽ tiến triển từ từ, tăng dần mức một, đến giai đoạn phải phẫu thuật thì phẫu thuật, chưa đến giai đoạn sẽ hướng dẫn các bác điều trị tiếp. Nhưng nếu mở ra những nguyên nhân bệnh lý khác thì chúng ta sẽ phải điều trị kịp thời, điều trị càng sớm càng tốt. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Lan. Vậy thì thưa quý vị, cho dù bệnh lý đục thủy tinh thể là một bệnh mà hầu hết chúng ta đều sẽ phải trải qua do cái sự lão hóa, tuy nhiên là nếu như bệnh lý này chúng ta không xử lý kịp thời thì hoàn toàn có thể dẫn tới những cái biến chứng khác nguy hiểm hơn và đe dọa thị lực của chúng ta. Chính vì vậy là hy vọng bác Sơn Lâm khi đã có triệu chứng như vậy thì chúng ta bác hãy nhanh chóng tới cái cơ sở thăm khám gần nhất cũng như là uy tín và tin tưởng để có thể được phát hiện kịp thời nếu chúng ta có bệnh lý đục thủy tinh thể. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo của khán giả Minh Hằng gửi về cho bác sĩ Lan.
đó là chào bác sĩ, nhà cháu ở Lạng Sơn, mẹ cháu đi khám ở trung tâm y tế xã thì được chẩn đoán là đục thủy tinh thể và cần đi phẫu thuật sớm. Nhưng mẹ cháu lo lắng là nếu mổ một lần thì có bị tái lại lần thứ hai hay không. Vậy bác sĩ tư vấn giúp mẹ của cháu, xin mời bác sĩ Lan trả lời câu hỏi khán giả như hả? Việc chẩn đoán đục thủy tinh thì thực sự là với một bác sĩ nhãn khoa nó là một chẩn đoán đơn giản, không quá khó khăn, không đòi hỏi quá nhiều thiết bị. Vậy khi bạn đã khám ở Lạng Sơn mà mẹ của bạn có một cái chẩn đoán đục thủy tinh và bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật thì thứ nhất tôi có trả lời đó là đến giai đoạn chúng ta cần phải can thiệp. Và như đầu buổi tôi có nói đến một cái trường hợp mà tại sao bác sĩ có nói rằng là phải mờ hẳn cái vế đi mổ thay thủy tinh, đó là trước đây tôi cũng nói phân biệt là nhiều người bệnh cũng không nắm được việc này và chính vì thế chúng ta để đến muộn những cái giai đoạn đáng tiếc. Những giai đoạn chúng ta có thể điều trị dễ dàng hơn rất nhiều, người sớm mang lại thực lực cho người bệnh, làm cho giúp cho bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ cũng một cách điều trị một cách dễ dàng hơn thì chúng ta bị bỏ qua. Đó là trước đây thì phương pháp thay cũng là phương pháp thay thủy tinh, từ trạng thái thủy tinh đục chúng ta lấy ra chúng ta thay bằng thủy tinh trong. Nhưng với phương pháp trước đây gọi là mổ thủy tinh ngoài bao, nghĩa là giống như một cái quả trên cây ấy, khi nó chín chúng ta mới vứt cả quả xuống được. Nhưng bây giờ không dùng phương pháp đó, chúng ta cải tiến hơn, nghĩa là chúng ta không lấy cả cái thể thủy tinh đó ra mà chúng ta chỉ hút cái vùng nhân bị đục thôi. Và vậy thì cần phải làm giai đoạn sớm, giai đoạn phù hợp. Nếu chúng ta để khi nhân nó đục quá chín, quá cứng giống như là trước đây ấy, thì nó sẽ một là sẽ bị kéo dài cái thời gian bị giảm thị lực, kéo dài cái thời gian mà mình bị sinh hoạt bị ảnh hưởng rất nhiều bởi mình mắc kém. Thứ hai là trong quá trình phẫu thuật bác sĩ cũng gặp nhiều khó khăn hơn với những trường hợp thủy tinh đến quá muộn. Vậy thì bác sĩ khuyên mẹ bạn đi mổ sớm, nghĩa là đến giai đoạn này đã thực hiện được phẫu thuật rồi và chúng ta nên làm đúng giai đoạn đó để có thể có được sớm mang lại thị lực và cái kết quả sau mổ tối ưu nhất. Còn có bạn có hỏi cô là mổ một lần, có thể mổ một lần thứ hai được không? Sẽ chắc là các bạn cũng có nghe đến là những trường hợp nói là sau khi mổ thì sáng lắm nhưng sau này nó lại mờ đi. Vậy có những người cũng có hỏi là bây giờ tôi mờ đi nhưng tôi có mổ lại được không? Đấy là một quan điểm. Và một quan điểm khác là bệnh nhân là ôi dồi ôi, mổ sáng sau lại mờ đi, thôi không mổ. Và có người nói là thế mờ đi có mổ lại lần thứ hai không? Thì tôi muốn trả lời như này, khi cái thể thủy tinh được hút ra và chúng ta đặt một cái thể tinh nhân tạo vào, quá trình phẫu thuật nó hết sức nhẹ nhàng và đơn giản. Nhưng với một việc chúng ta lấy cái thể tinh mà đã đặt vào ra để chúng ta làm lại lần thứ hai thì lại là một vấn đề phức tạp và không đơn giản như chúng ta đưa vào lần đầu. Bởi vì sao? Với một cái phẫu thuật phao cô tiên tiến thì hiện tại cái đường rạch, đường mổ chúng ta chỉ có 2.6 ly. Vậy cái thể thủy tinh nó sẽ được đút rất gọn gàng vào trong, khi chúng ta lấy ra với qua một cái đường rạch như thế hoàn toàn không dễ dàng. Chính vì thế mà việc cái đặt thể tinh nhân tạo vào thì nó sẽ trong vĩnh viễn, không bao giờ có dấu hiệu thể thủy tinh đặt vào và bị mờ đi. Vậy nguyên nhân gì mà có những trường hợp các bác ấy có mắc là mới mổ thì sáng sau này lại mờ đi? Ngoài những bệnh lý về mắt chúng ta mắc phải, những trường hợp đó thì có dù có mổ hay là không mổ chúng ta vẫn có bị mắc phải bệnh lý đó thì phải điều trị, là bệnh lý ở đâu điều trị tại đó. Còn về vấn đề liên quan đến thể thủy tinh thì thể thủy tinh có hai phần, một là phần vỏ, hai là phần nhân. Khi chúng tôi mổ phao thay thể thủy tinh và đặt thể tinh nhân tạo, chúng tôi sẽ bỏ phần vỏ trước, còn để lại cái phần vỏ sau nó tạo thành một cái túi và hút cái phần nhân, và sau đó cái thể thủy tinh nhân tạo sẽ được đặt vào cái túi đó. Như vậy cái thể tinh nhân tạo là cái nhân tạo là cái chúng ta đặt vào, còn cái túi tức là cái vỏ sau vẫn hoàn toàn là cái nằm ở trong mắt của người bệnh. Chính vì thế cũng theo quá trình lão hóa, theo thời gian, chính cái bao đó hay chính cái túi đó nó sẽ bị mờ đục đi, và đó là một yếu tố gây giảm thị lực sau mổ thể thủy tinh và xảy ra hầu hết trên tất cả các trường hợp. Nhưng thời gian thì sẽ khác nhau, có những bệnh nhân sau mổ 1 năm đã mờ, nhưng có những bệnh nhân 10 năm, bệnh nhân 15 năm. Vậy cái quá trình tiến triển của cái đục bao sau đó khi xảy ra thì sẽ có một quá trình tái khám. Như ở bệnh viện chúng tôi, mỗi lần khám bệnh nhân chúng tôi sẽ tư vấn rất rõ ràng về cái việc chăm sóc hậu phẫu sau mổ, cái thể thủy tinh đó tiến triển như nào để bệnh nhân nắm được, và chúng ta sẽ biết khi có những dấu hiệu mờ như nào chúng ta sẽ đi khám, và khi đến giai đoạn mà cái bao sau đó có thể xử lý được thì chúng tôi sẽ laser. Cái việc laser thì rất đơn giản, chỉ mất khoảng 5 phút đến, và các bác làm trên máy sau khi thăm khám xong lại thực hiện trên máy khoảng 5 phút, sau đó chúng ta về như người bình thường. Nghĩa là bao sau đó từ một cái trạng thái bị đục, chúng tôi sẽ mở bao sau bằng laser, tạo thành một cái vùng nhìn trong suốt, các bác lại tiếp tục nhìn qua được.
đó là gọi là được thể thủy tinh bao sau, sẽ được xử lý sau khi mổ thủy tinh, và sẽ thời gian sẽ tùy thuộc vào từng cá thể. Như tôi nói, có người từ 1 năm, 10, 3 năm, 10 năm. Và việc này điều trị được hết sức nhẹ nhàng và đơn giản. Chỉ cần người bệnh lưu ý đến những chỉ định dặn dò và phối hợp với bác sĩ, để chúng ta đến thăm khám thường xuyên, định kỳ, thăm khám khi có dấu hiệu bất thường, chúng ta xử lý. Vậy để trả lời vào câu hỏi của bạn, chúng ta có mổ lần 2 được không? Thì thực tế không ai làm lần 2, trừ những trường hợp khi có những trường hợp chấn thương. Mỗi trường hợp chấn thương, cái thể thủy tinh đó bị chấn thương, bị rơi vào phía sau mắt và gây ra những biến chứng thì chúng ta phải lấy ra. Chứ không có trường hợp nào chỉ định là bây giờ đặt lần 1 cái này, lần sau tôi lại lấy ra, tôi đặt lần thứ 2. Xin cảm ơn câu trả lời rất cụ thể của bác sĩ Lan. Vậy thì như bác sĩ Lan vừa chia sẻ, đó là hầu hết chúng ta thì sẽ chỉ cần phải thay thủy tinh thể một lần, và cái thủy tinh thể nhân tạo này nó sẽ giữ được độ trong mãi. Và nếu như chúng ta gặp việc cái hiện tượng là mờ sau khi chúng ta đã phẫu thuật thay thủy tinh thể, thì sẽ nếu như là trường hợp được bao sau thì các bác sĩ sẽ có chỉ định laser, và sau đó thì thị lực của chúng ta sẽ tốt trở lại. Còn nếu như trường hợp chúng ta mờ là do chúng ta đi kèm thêm những cái bệnh lý khác ở các cái bộ phận khác của mắt như là đáy mắt, thì lúc đó các bác sĩ cũng sẽ có những điều trị kịp thời để có thể xử lý tình trạng ở đáy mắt này. Dạ vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo của khán giả Hải Châu gửi về cho chương trình như sau. Chào bác sĩ, trước đây em hay thấy ngứa và cộm ở hai mắt. Mỗi lần như vậy thì em thường ra quầy thuốc ở gần nhà mua một lọ thuốc mà em không nhớ tên về tự tra và thấy đỡ. Vì vậy, cứ lần nào khó chịu thì em lại mua về dùng. Và tuy nhiên cả hai mắt của em gần đây thì thấy mờ hẳn đi, cứ mờ dần dần và càng ngày càng mờ đi. Em tiếp tục tra thuốc trên thì thấy không đỡ, nên mới đi khám tại Hai Tech và qua thăm khám thì được chẩn đoán là mắt trái đục thủy tinh thể hoàn toàn do lạm dụng corticoid, và mắt phải thì đục thủy tinh thể tiến triển và hướng điều trị là phẫu thuật phaco. Vậy bác sĩ giải thích giúp em tại sao em sử dụng cái thuốc này lại có thể khiến mắt em bị đục thủy tinh thể. Xin mời bác sĩ Lan giải đáp câu hỏi này. Vâng, cái trường hợp mà đục thủy tinh thể do tác dụng phụ của corticoid, đây là một trường hợp mà chúng tôi vẫn gặp, và một trường hợp mà bác sĩ cảm thấy rất là tiếc, rất là đau lòng. Bệnh nhân lại bị những cái mà đặc biệt là lại hay gặp những người trẻ, có nghĩa là cái việc cái cuộc sống sinh hoạt của các bạn đang ra còn rất nhiều cái việc phải sử dụng đến mắt, mà rất đáng tiếc là lại bị một cái đục thủy tinh thể do tác dụng phụ của thuốc. Thuốc corticoid là một dạng kháng viêm, được sử dụng khá rộng rãi trong hiện tại, vì thực tế trong nước ta cái việc nhà thuốc bán thuốc theo đơn của chúng ta chưa được quản lý chặt chẽ. Và tác dụng cái thuốc này là gì, tại sao người bệnh dùng nhiều thế? Thứ nhất, nó rất dễ dàng mua, ở hiệu thuốc nào cũng có. Và thứ hai là cái tác dụng trong đó nó có một cái chất kháng viêm co mạch, này có tiêu ít, nó giúp giảm viêm rất nhanh và nó giúp co mạch. Chính vì thế mắt đỏ, mắt ngứa dùng một cái là bệnh nhân hết liền. Cho nên rất thích, giá dễ mua này, giá tiền thì hợp lý, rất vừa phải, chỉ khoảng tầm trên dưới chục nghìn thì đấy thôi. Rồi là dùng thuốc một cái thì dễ chịu ngay, chính vì thế khi người bệnh dùng một lần thấy cảm thấy dễ chịu thế, lần sau cứ thế mua, đỡ phải đi khám bệnh, nhất là những người trẻ bận rộn nhiều thời gian không đi khám, nhiều khi việc dùng đó là một cái việc gọi là lạm dụng thuốc. Ngoài ra một số những bệnh lý, ví dụ như bệnh khớp ban đỏ, một số những bệnh viêm khớp, một số những bệnh hệ thống ấy, thì thực sự người bệnh là bắt buộc phải dùng đến thuốc này. Thì những trường hợp đó thì chúng ta gần như biết tác dụng phụ và cuối cùng vẫn phải sử dụng, đấy là những trường hợp mà cân nhắc. Trong những trường hợp đó thì các bác sĩ nội khoa, bác sĩ mắt chúng ta cùng kết hợp để cho giảm cái liều dùng corticoid thấp nhất và ít tác dụng phụ nhất, mình chọn nhóm thuốc và chọn phương án điều trị để tác dụng phụ ít nhất. Còn với những trường hợp các bạn lạm dụng do thuốc nhỏ mạn, có nghĩa là không có đơn của bác sĩ, hoặc là bác sĩ chỉ kê một lần thôi, là bác sĩ kê đã khuyến cáo là thuốc này không dùng kéo dài, nhưng lần sau cứ thấy bị như thế một lần trước bác sĩ kê và dùng tốt lắm, lần này cứ thế lại lần thứ lần hai, lần ba và dần dần. Việc dùng cái thuốc đó, cái chất corticoid đó nó sẽ lắng đọng trong mắt và nó phá vỡ cái protein cấu trúc của thủy tinh và sẽ gây lắng đọng, cho nên phần lớn những trường hợp dùng corticoid nó hay gây đục với cơ sau của thủy tinh. Và cũng liên tiếp theo về một cái dùng thuốc này, tôi cũng có một cái cảnh báo, một điều đáng buồn hơn nữa là ngoài cái việc dùng lạm dụng corticoid nó gây ra đục thủy tinh thì nó sẽ gây ra một cái bệnh lý nghiêm trọng hơn nữa, đó là bệnh glaucoma do cortisone. Nghĩa là khi chúng ta dùng thuốc, ngoài cái việc lắng đọng tại cái thủy tinh gây đục thì nó lắng đọng cái vùng bè và cái vùng lưu thông dịch giữa mắt phía trước phía sau và gây ra cái bệnh glaucoma. Và một cái nguy hiểm ở chỗ là cái này nó không gây ra đau nhức, cho nên là bệnh nhân nhiều khi không phát hiện ra, ngày này tháng khác tra thuốc thì và đến lúc mờ rồi, khó chịu rồi đi đến khám thì bác sĩ một là gây thấy phát hiện đục thủy tinh,
Hai là phát hiện ra bị glaucom và quá trình quá lâu dài. Đặc biệt glaucom sẽ gây ra tổn thương với thị thần kinh và mắt. Và khi đã tổn thương thị thần kinh rồi thì bác sĩ đến không cứu vớt được những phần thần kinh đã chết rồi. Còn lại cái gì chúng ta giữ được những tháng tiếp theo thôi. Còn với đục thủy tinh thể thì chúng ta xử lý cái này cũng bằng một phương pháp duy nhất, đó là cần phải phẫu thuật và thay thủy tinh. Qua vấn đề này cũng khuyến cáo các bạn rất nhiều về việc chúng ta sử dụng thuốc một cách quá thoải mái, quá lạm dụng trên thị trường và gây ra những hậu quả rất là đáng tiếc. Và thực sự là cái này cũng được nói nhiều, nhưng mà đến ngày tận bây giờ mà chúng tôi vẫn còn gặp những cái trường hợp đáng tiếc thậm chí không. Dạ vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo của khán giả Minh Hà gửi về cho chương trình như sau. Chào bác sĩ, tôi đã được chẩn đoán là đục thủy tinh thể và có chỉ định phẫu thuật. Tuy nhiên tôi thấy là tìm hiểu là có rất nhiều loại thủy tinh thể và giá tiền thì chênh nhau cũng khá là cao. Vậy bác sĩ cho tôi hỏi là có những loại phổ biến nào hiện nay để tôi có thể lựa chọn loại phù hợp với mình? Xin mời bác sĩ Lan ạ. Vâng, cái thể thủy tinh nó giống như một cái kính chúng ta đặt vào bên trong mắt ấy. Vậy một cái kính thì nó sẽ có công suất và nó cũng phụ thuộc vào cái khúc xạ, cái chiều dài của nhãn cầu mỗi người khác nhau. Chính vì vậy nó có những công suất, ví dụ có những người chúng tôi đặt cái kính số 17, có những người chúng tôi đặt kính số 7, có những người đặt kính 26. Thì nó vì vậy chúng ta cần thiết phải có một sự khám chuyên sâu. Để thứ nhất là khi cái kính nó đúng công suất, giống như các bạn đeo một kính bên ngoài, nếu như các bạn đeo đúng kính đúng số của mình thì sẽ cho thị lực tối ưu. Vì vậy khi chúng ta đặt thủy tinh vào mắt cũng thế, cái điều đầu tiên để giúp cho thị lực được tối ưu hay không nó sẽ phụ thuộc vào cái kính mình đặt có phù hợp về số hay không. Đó là về số. Thứ hai là bây giờ về chức năng, nghĩa là sẽ có hai loại thủy tinh chúng ta lựa chọn. Một là thủy tinh đơn tiêu, đơn có nghĩa là một tiêu cự. Thủy tinh đó sẽ giúp cho người bệnh nhìn xa tốt, khi người bệnh nhìn gần thì sẽ cần phải hỗ trợ một cái kính để giúp cho nhìn khoảng cách gần, đó là đơn tiêu. Loại thứ hai là thủy tinh đa tiêu. Đa tức là đa tiêu cự, chúng ta nhìn được xa được, trung gian được, nhìn gần được, nghĩa là không phải sử dụng kính. Với những ngoài ra có những trường hợp ở trên cái mắt khá đặc biệt, những trường hợp độ cận thị quá cao, những mắt nhãn cầu quá nhỏ, những trường hợp quá miễn, đó là những trường hợp chúng ta đặt thủy tinh những loại customize, nghĩa là những trường hợp đấy phải đặt theo phù hợp, nghĩa là nó không có trên thị trường. Giống như kính thì bạn có thể mua những cái số này rồi, khác có những số đặc biệt thì chúng ta phải đặt kính để chúng từ bên nước ngoài sản xuất. Để chúng ta ở Việt Nam chúng ta thì chưa sản xuất được thủy tinh thể ạ, chúng ta hoàn toàn phải nhập từ nước ngoài về. Đó là trường hợp kính, đó là kính đặt theo từng cá nhân cụ thể. Vậy có hai loại chính thủy tinh giờ để chúng ta lựa chọn, đơn tiêu và đa tiêu. Thứ nhất nó phụ thuộc vào cái điều kiện kinh tế. Đương nhiên cái đa tiêu thì sẽ vì nó nhiều chức năng hơn nên về cái giá trị về tiền chi phí của nó sẽ cao hơn, và thủy tinh đơn tiêu thì cái mức phí của nó sẽ thấp hơn. Và thứ hai nữa là cũng một vấn đề nữa là phụ thuộc vào cái quá trình cái thực tế tại cái mắt của bác. Ví dụ có những trường hợp chúng tôi đã gặp những trường hợp hoàn toàn bệnh nhân có điều kiện về kinh tế rất thoải mái, sẵn sàng đặt được loại tinh đa tiêu tốt nhất, nhưng qua một cái việc thăm khám rất chuyên sâu tại bệnh viện chúng tôi phát hiện ra có những vấn đề về đáy mắt khiến cho giữa cái việc bác đặt đa tiêu hay đặt đơn tiêu kết quả thường nó không thay đổi, không khác nhau. Những trường hợp đấy chúng ta có khuyên người bệnh là chúng ta chỉ cần dùng đơn tiêu thôi. Vì vậy cái việc sử dụng đơn tiêu hay đa tiêu, việc đầu tiên nó sẽ phụ thuộc vào người bệnh chọn, và việc thứ hai nó sẽ phụ thuộc về chuyên môn chúng tôi. Có nghĩa là thể thủy tinh thì phải phù hợp, mặc dù đắt tiền nhưng phải phù hợp với người bệnh. Đó là tiêu chí làm việc của bệnh viện chúng tôi, nghĩa là nếu bác đắt tiền với điều kiện phù hợp với mắt cho kết quả tốt thì chúng tôi sẽ chọn. Còn nếu trong trường hợp chúng ta rất thoải mái về kinh tế nhưng cái kết quả thì thị lực giữa cái kính đắt tiền và kính thực ra nếu nói rẻ tiền thì không, cái đơn tiêu cũng hoàn toàn cũng không phải là rẻ tiền. Chúng tôi nhấn mạnh luôn về cái sử dụng kính tại bệnh viện chúng tôi không sử dụng những cái kính của Hàn Quốc hay của Ấn Độ. Không, chúng tôi xác định việc đặt thủy tinh vào mắt giống như có một câu hỏi của bạn trước đấy, chúng ta chỉ làm được một lần, cho nên cũng không sử dụng những loại kính quá rẻ tiền để sau này nếu khi bệnh nhân nghĩ rằng là ôi bây giờ tôi ít tiền tôi dùng cái này, sau này tôi nhiều tiền hơn bác sĩ đặt cho tôi cái khác, không có như vậy. Nên tiêu chí của chúng tôi mặc dù đặt đa tiêu, chúng tôi cũng chọn những loại thủy tinh chất lượng tốt để đảm bảo cho bệnh nhân nó vẫn có một thị lực tối ưu nhất mà bác sĩ, người thầy thuốc có thể mang lại cho người bệnh. Còn đa tiêu thì với những người cần chức năng nhiều hơn, ví dụ những người mà cần đọc nhiều, cần làm việc nhiều, cũng có điều kiện về kinh tế thì họ sẽ sử dụng cái thủy tinh đa tiêu. Đó là chính là đơn tiêu và đa tiêu đấy.
Xin cảm ơn bác sĩ Lan. Vậy thì như bác sĩ Lan vừa chia sẻ đó là chúng ta thì có nhiều loại thủy tinh thể. Tuy nhiên là việc lựa chọn thủy tinh thể phù hợp với mỗi bệnh nhân thì sẽ được dựa trên khá nhiều yếu tố, ví dụ như là điều kiện kinh tế, nhu cầu, cũng kết hợp với việc sau khi bác sĩ thăm khám thì cùng với kết quả khám của chúng ta thì với mỗi bệnh nhân phù hợp với loại nào nhất thì chúng tôi sẽ tư vấn để chúng ta có thể lựa chọn loại phù hợp với nhu cầu cũng như là sẽ giúp chúng ta có thể được tốt nhất sau khi mổ. Dạ vâng, và cũng có rất là nhiều bệnh nhân thắc mắc với chúng tôi đó là làm thế nào để chúng tôi biết rằng là cái loại nhân mà chúng tôi được đặt vào trong mắt thì nó là đúng cái loại nhân mà tôi đã chọn. Vậy thì thưa quý vị, đó là tại hệ thống bệnh viện mắt Hitech thì có một điểm rất đặc biệt, đó là sau khi quý vị phẫu thuật thì chúng tôi hoàn toàn sẽ trả lại cái vỏ bao bì của cái loại nhân mà quý vị đã lựa chọn phẫu thuật để chúng ta có thể có thông tin để đối chiếu sau khi chúng ta phẫu thuật để có thể tin tưởng hơn về loại nhân mà chúng tôi đã đặt cho quý vị. Dạ vâng, và vậy là bác sĩ Lan đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn rất nhiều về bệnh lý đục thủy tinh thể và đặc biệt là phương pháp phẫu thuật bằng Phaco trong việc điều trị bệnh lý này. Vậy thì thưa bác sĩ Lan, để kết thúc chương trình thì xin mời bác sĩ có thể gửi tới quý vị khán giả một vài cái biện pháp cũng như là lời khuyên để giúp chúng ta có thể phòng ngừa bệnh lý đục và đục thủy tinh thể cũng như là cách để chúng ta chăm sóc mắt nói chung. Xin mời bác sĩ Lan ạ. Vâng, một số lời khuyên. Thứ nhất là đục thủy tinh do lão hóa, do như nói 80% là người già, thì nếu lão hóa thì chúng ta tăng cường những chất chống oxy hóa, những chất chống lão hóa. Thứ nhất, chế độ ăn, chế độ sinh hoạt, cuộc sống lành mạnh tươi, tập thể dục, rồi là dưỡng sinh, hít thở không khí trong lành, những món ăn giàu chất xơ, tăng cường dinh dưỡng, tất cả những cái đó sẽ giúp cho quá trình lão hóa không chỉ thể tinh mà toàn cơ thể của chúng ta sẽ được khỏe mạnh hơn. Và một cái nữa là với những trường hợp thủy tinh mắc phải sau những bệnh lý hoặc sau dùng thuốc, sau những cái bệnh lý như tiểu đường, huyết áp, thì chúng tôi chỉ khuyên những trong những trường hợp những người bệnh tiểu đường, huyết áp, những bệnh lý toàn thân mà gây ảnh hưởng thì chúng ta cần khám định kỳ để phát hiện, và bác sĩ sẽ phát hiện kịp thời và có những lời tư vấn trong quá trình chăm sóc. Bởi vì không phải là khi mắc bệnh bị tiểu đường hay là bị tăng huyết áp một cái đến cái là được thủy tinh và mổ ngay, thì chúng ta phải có giai đoạn mổ, giai đoạn nào. Nhưng trong quá trình đó bác sĩ có những lời khuyên để cho chúng ta theo dõi. Còn với những trường hợp dùng thuốc cũng đã nói rồi, và những trường hợp đó thì hết sức lưu ý là chúng ta sẽ không dùng lại dùng thuốc mà cần có đơn của bác sĩ. Và có một yếu tố nữa chúng tôi muốn nói rằng là có một số người cũng có nói rằng là vậy thì không mổ thì làm sao. Có một người rất ngại thì khi nghe nói đến từ mổ thì cảm thấy rất là ngại, về mổ xẻ động chạm là ngại rồi. Vậy chúng tôi cũng nói nhấn mạnh rằng việc thay thủy tinh nhân tạo bằng phương pháp Phaco là một phẫu thuật đơn giản, nhẹ nhàng, đương nhiên đòi hỏi kỹ thuật, đòi hỏi máy móc, nhưng cái phẫu thuật đó nó tờ nhờ có sự cải tiến của cái kỹ thuật càng ngày càng tân tiến, nên các bệnh thứ nhất là bệnh nhân sẽ hồi phục nhanh sau mổ, không phải nằm viện, và nên cái kết quả thị lực sẽ sáng ngay sau khi hồi phục ngay sau mổ, giúp cho người bệnh nhìn được ngay. Còn nếu trong trường hợp bác không phẫu thuật thì sao? Không phẫu thuật thì tiếp tục thủy tinh sẽ đục đến và nó không dừng lại tại đấy. Tôi có nói đùa với một số bệnh nhân đó là tôi không mổ nó già rồi sắp chết rồi. Vậy chúng ta càng già chúng ta càng cần phải có một đôi mắt tinh, đúng không ạ? Và cái việc mờ nó sẽ không dừng lại tại điểm đấy, nghĩa là càng để cái thời gian nó sẽ càng mờ. Một điều cực kỳ nguy hiểm nữa đó là khi thủy tinh nó mờ tiến triển tiếp theo, nó đục quá, nó sẽ gây một cái gọi là biến chứng do đục thủy tinh quá chín, sẽ gây tăng nhãn áp, nhân thủy tinh căng phồng và gây một cái đau nhức mắt dữ dội. Và trong cái trường hợp đó thì bắt buộc người bệnh sẽ phải đến khám và phải đến để điều trị cấp cứu. Rõ ràng trong cái trường hợp chúng ta cấp cứu thì không thể bằng chúng ta điều trị chủ động được. Vậy có một lời khuyên cuối cùng trước khi chúng dừng cái buổi livestream ngày hôm nay là phẫu thuật thủy tinh bây giờ đã tiến bộ rất nhiều và bệnh nhân hoàn toàn có thể yên tâm với một quá trình phẫu thuật diễn ra đơn giản, nhẹ nhàng, không phải nằm viện, hồi phục thị lực nhanh ngay. Và nếu chúng ta không phẫu thuật chúng ta để thì chắc chắn sẽ có những biến chứng, những hệ lụy tiếp theo, chứ nó không dừng tại cái việc chỉ đục thủy tinh thể đấy cho đến tuổi già. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Lan. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay và đã cung cấp cho chúng tôi rất nhiều thông tin cụ thể cũng như là hữu ích về bệnh lý đục thủy tinh thể cũng như là phương pháp phẫu thuật Phaco trong việc điều trị bệnh lý này. Và cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi chương trình ngày hôm nay, và hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong những số livestream tiếp theo bằng cách là để lại những câu hỏi, những thắc mắc về các chủ đề chăm sóc mắt để chúng tôi có thể tiếp tục giúp quý vị giải đáp trong những tuần tiếp theo. Xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin kính chào.